nông sự việc này miễn sự việc đặt bị kia cứ tiền mũi mà đai tha mùi bà tam chư mà tam cua chứ cô vì miễn tam chư to to chả đó này miễn chấm này đăng ở vay mùi bất bạc con nhận miễn đã xa sát đôi sầm phút của cũng chả xôm chấm điểm xua lộc sợi nhưng khi nhà chị ti cướp nâng chị ti mệt đấy xôm sáu công mà can cam bị thi sụp phía sệt nâng chịu vật nơi bên này cam bị thi sụp phía sệt nâng chịu vật nâng cầm càng nghĩa còn cầm bông tẹt thật nơi ạ kẹp mình chia cả than còn bồi tôi to bị xe chặt vô làm buôn rồi đập muối trà hai sập đàn ní cam bị thi bò dương gọc kho bị sập đàn môn môn đại sa tại sập đàn ní dương nâng chua từ chua chấm muối nâng bông bông còn toab đầm bay bọ sợi nơi sụp phía sệt nâng cầm bị thi dương trà được chia chẳng đăng tha tại con đồng miên sụp phía sệt vậy bọ sợi nâng cầm bị thi dương xôm tư sna chấm muối ní chấm từ áo khnì trà xôm chén lúc ở sài nhưng nhà chị ti cướp nên chị ti mệt rẫy nên bên đi nhìn xem con cầm phun cùng cô chết nặng bong bong con tọt hơi rồi chơi trong đăng tha con mình biết phiền sập bay ở sài nên con cam bị thi dây lúc xong chơi chung mùi nước bọt được cọt tài trà xong chơi bong bong nha thật bài chưa tiêm bong trà khen nhưng mình có thiếu bên tay để ban chơi chung mùi nước bong bong trà từ tay một đường chiên chơi đo cả bọt sài nên sập phiền sập lúc nhìn xem có xôm ai nhà ai bong bong chui tay nước bọt đôi chị tôi được ti phong trà chúng bác rẽ xe lấy tú bút thùng bồi đi vô đó cất đi cả nhà lại bút thùng bọc phòng bút tối tối thì chặt đầu bút rồi đọc mùi nhóm rẽ xe lấy tú dành thì đi cả nhà lại thì bay con bút tối tốt sẽ chặt dương bút rồi đọc mùi chúng bác rẽ xe lấy tú chạm xe vết nghe rộng xe nạc cá con bút tối tốt sẽ chặt dương lấy bút rồi đọc mùi chúng bác anh út xe lấy tú con rồi phố chúng nuôi cá cả lại bút mơ nơi con bút tối muốn rồi đọc mùi nhóm bát vệ sài tô thị rồng nê rồng nà ca con cô tôi tọp sai sạt dùng buôn đập mùi nhóm bát vệ tô thị rồng nê nay krum bác con cô tôi tọp sai sạt dùng buôn mùi đập mùi nhóm bát anh nuôi sài trai bướm vơi chúng nuôi cá cay lai vực vơi nê con cô tôi tọp sai sạt dùng buôn rồi đập mùi nhóm bát anh nuôi sài tô buôn ngà nuôi cá cay lai tí bay nơi con của tôi tọp xe chặt dông rồi muốn rơi đồng mùi cha cái số con là bong bong ba để ba bong chun cả đôi chị tôi này chun chun đó từ từ bong chun để cho chị biết cái con này cam bị chun ta bong bong là người thì sẽ mấy nó bay chun bọn sai chun đó từ từ bong ta cũng được gì là đó chứ bà anh chấm là chúng bạn xôm bọn sai sự việc sắp đôi tờ từ làm sao cứ thôi sai một tức thôi sắp một bài anh chấm thêm xôm bọn sai nơi trong ông pi thà việc thôi sai một tức chẳng biết phơi sai một tấc ní môn bị dương phơi sai dương từ từ cất đo kỳ thả tì na miên bập phục tấc bờ miên bập phục tấc hai cứ dương ai kỳ thả phơi sai nục bản bờ tì na khi miên bập phục tấc tê cứ dương mình ai phơi sai bản đây và phơi sai tầm khăn phốt cứ tấc chẳng bờ càng na miên tấc bản dương kỳ thả ai phơi sai bản chẳng không thả bờ dương miên tấc hai dương từ tiêm đã cả nặng kỳ thả đầm bấy bằng co bằng khăn phò và nếu chấm bẹ chấm phố bẹ thá thôi sai và thôi sai một tật và chấm phố thôi sắc một bài đi và sầm khăn một phốt muốn bị dương chiên từ đó cả thôi sắc cứ dương trâu miên thì thả biên à ha cục ron thì nia không cả thôi sắc và hai bờ sân chỉ dương miên biên à ha cục ron hai dương thì nia này sọc hiệp mà này sọc hiệp và đôi chỉ ca châu rum họp rum chặt xa và bà ca na dương ban đăng cái tháp này dùng vị thi hai cái tháp quốc dương ai chiến tới chỗ cái tháp cá phơi sắc bàn mà ăn con bông để ban bỏ sai thì sẽ đi ngồi nít trong bông bông miên là mấy phần hai bà to như cái trong sông hạn nhé bỏ sai bằng to ha bỏ sai ở châu ruộng chỉ dự bò là không sắp hiết sắt là tha phơi sai một tấc phơi sạch một bài là tha phơi sai một tấc khi chia cả ta sẽ sang mặt đài cả score dương phơi sai score tại miền tấc tư phơi sai bàn thấy chụp cua cá phơi sạch con tua trai tệ phục trục cồn miền cầm lăng cồn lẻng tư phơi sạch bàn cặp bàn tay chụp cua phanh hà ni cá phơi sai một tấc mình prakot tha nang ban phol lo te ba san che mien tae tuk dichnay jeung trai mien ka khae tuam bompon
đôi chi miền ca đặt chi đã ấy nằm bay ở ban sân phò chấm púa ca thôi sắc có được như thế này ta bà sân tây dương miền tây cầm lăng có tay dương qua và chạy tê dứt vị thi có một ai chiên tơ rốc chút chạy bàn đài này hỏi và ta bập riệp thiếp một con tuộc cả thứ sang tất thứ sắc bài này cứ dương trâu bật thêm nơi ca thay tuộc sắc thiếp ca bẩm pon chấm này vị chi tu tư này dứt xa dứt vị thi làm bay chiên tư dọc chút chút chơi chùm nè bàn nơi mọt phùm hay chấm phúc cá thuê sân kìm cá thuê sân kìm đòi cầm lắng cứ mình bà cọt chí chí nè càng sông thế là chạy sát đầy lúc dầu tía hó để cá lấy cá thuê sân kìm sẽ không bỏ dường chỉ dư dương này mà hơi cá bà cầm lắng cứ mình bàn chơi chùm nè thế có vật tay đòi miếng cá đất nôn đã chơi hơi bây đọc bó sân bạch đã kẹm hà sân nạp đầy để chú đất nôn rì rõ tháp và cam chìa bạn đã chênh này dứt xa chênh nè bạn không dẹp tư khlây từ thời dương ai bằng chọc kriêm tây khăn nông đang chiên tư áp vọt bạc tí chiên rì chùm ra bạn tôi sọc ngay này ấy thay thay đi đây đòi con tua của bao dương miền dứt vị thi cho bao lo miền cầm lang phun leang mòm muôn cứ thà nòng pel đẹp pa dứt chỉ mũi con xiêm cả lòng máu cứ thà con tua dương ai đã xa nơi chùm hồ bán cà phê nơi bộ nạp phim tất đầy bàn đi cứ là say đòi tất chất khla hán sập hiệp lõ nằm miên chùm này chết đăng xe dứt vị thi đảm bay tục cắt nơi cá chiên kia nó bỏ trời ឥឡូវនេះឃើញថាបងបងបានបកស្រាយនៅសុភាសិតទី1នេះចាគឺថាមានខ្លឹមសារមែនតើបងបន្តទៀតតាមមានអ្វីដែលលើកទី2ចាខ្ញុំសូមចូលរួមបកស្រាយសុភាសិតធ្វើស្រែទឹកធ្វើស្រែបានខ្ញុំនឹងចំអរិយាពីត្រូវថាធ្វើស្រែត្រូវតែទឹកទីចាំបាច់ដើម្បីឲ្យទទួលមានលក់បានចាអារឹងបញ្ហាធ្វើស្រែទឹកទី2ធ្វើសឹកបាយ អញ្ចឹងធ្វើសឹកកងទ័ពចាំបាច់ត្រូវមានបាយជាប់ជាប្រចាំដើម្បីផ្ដល់សុខភាពឲ្យដល់ឡើងសម្រាប់យើងធ្វើសឹកអញ្ចឹងបើពៀបធៀបបញ្ហាធ្វើស្រែនឹងទឹកអញ្ចឹងយើងធ្វើស្រែមិនអាចខ្វះទឹកបានទេទន្ទឹមនឹងយើងមានទឹកមានទឹកហើយយើងធ្វើស្រែយើងត្រូវការសន្ទូងត្រូវការអីដោយសារការរួមសាមគ្គីគ្នារបស់យើងប្រជាជន ដើម្បីយើងបង្កការខលនោះឲ្យវាមានភាពវិជ្ជមានឡើងបាទទី2បញ្ហាធ្វើសឹកនឹងធ្វើសឹកបាយអញ្ចឹងសម្រាប់កងទ័ពចាំបាច់ត្រូវមានបាយជាអាហារជាប្រចាំដើម្បីបំពេញសុខភាពយើងឲ្យមានភាពមាំមួនដើម្បីយើងធ្វើការតស៊ូដល់យើងទៅតាមផែនការ គម្រោងផែនការរបស់ថ្នាក់លើដាក់ឲ្យថ្នាក់ក្រោមដាក់ក្រោមដាក់ក្រោមទៅដើម្បីយើងធ្វើការបង្ហាញនៅលើបាទចាអរគុណដល់បងបងដែលបានបកស្រាយនៅសុភាសិតទី1នេះនៅក្នុងខ្លឹមសារចាលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមុននឹងឈានចូលដល់សុភាសិតទី2នៅក្នុងកម្មវិធីសុភាសិតក្នុងជីវិតនោះនាងខ្ញុំក៏សូមអរញ្ញាសម្រាប់មួយភ្នែកសិន លោកអស្រ័យនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍បន្តមកក្នុងកម្មវិធីសុភាសិតនិងជីវិតចា៎ដូច្នេះនៅពេលនេះចង់ដឹងថាតើបងបងកងទ័ពនឹងមានសុភាសិតអ្វីដើម្បីបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតនោះសូមជួយជាមួយនឹងគាត់ដូចតទៅចា៎ចា៎បងបងឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់កម្មវិធីយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងតើបងបងនឹងលើកយកសុភាសិតអ្វីដើម្បីបកស្រាយជូនលោកអ្នកជំនាញបាទជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមលើកសុភាសិតទី2ដើ
phía sân đại miền nón chữ cá thì hiến côn trọc hóc côn lại phải chân tự hiến để hiến tu tiếng bị phục lỗ sọt sân rồi sốt kinh pi bởi kỳ chuẩn chia bò rọt để chỉ côn đã sọc bò dường chân tự hiến côn đã sọc ra bay cà pia chiết cà pia thực đầy như trên này tròn
hỏi bà học tôn nạ xài học tôn nạ xài nơi trong trong dây thà chỉ chôn dương nạ xài dương cứ gọt cho chật hộp học học bà học miền nơi thà bà học cứ như vật thụ mà giáng miền thần rồi phần tay tu dược lần rồi giá ná cơ thà bà chỉ chôn dương mà lại ọt bán thế cứ thà mà nẹ cho chật bà học mình thà nẹ trọc xài cứ rư gọt nẹ tư trọng này nơi trọng nơi thiếp đôi ta thể hiến câu nè sọc thể hiến câu nè sọc cứ bật sốt chính bật chia pi bật chia bọt mình tha chỉ nè trống rồi nè sai sắt sai miên phi được cách chôm rá không chua con to được nền đằng mấy ca pi chiết ca pi giật lấy miên phù bò dừng u tha tia đâu từ miên là bò chấn bật tê chiết đâu từ miên thể hiến ca pi từng đầy đang bay cùng mọi chiết đầu tí xa đầu tí liệt tiêm mọi dừng rồi bà hốc côn nẹt sài hốc côn nẹt sài ban đây thà dương trong chia con top thâu vừa phi thiên đôi con top bà hốc ban đây thà côn nẹt sài dương trong dây thà pin pin đấy cứ thà bay chạy thà trong dây thà nẹt miên đừng nẹt cỏ mình chấn nẹt cỏ ban đôi chờ bà hốc côn nẹt sài chấn là mai dương bay nhập bón cứ thà dương mình ban cứ thà nẹt sai rồi nẹt trong đấy cứ tham biên sấp sợi tiếp mà cái này ao tầm biên tầm mặt tầm tiếp biên tầm nẹt đắng cứ dân phư chỉ nẹt đắng non ban được cái này mình ở đây thà nẹt trong rồi còn nẹt chuẩn là bót nẹt sọc sai thì cứ thay dương biên tầm mặt tầm tiếp chôm ra chiết biên tầm phun được cái này cha ở phần bom hôm nay để mang lực lượng nó sẽ tiếp tập tìm những nhà mình lâm xa cho chân phụ bom mấy sao như vậy bằng thay từ lớn tiếp tế bom mà nồng càng đá có nhiều miền cho bỏ khác đảm bảo cho rùm không cầm thịt đi đảm bảo cho rùm bỏ sài khác khác vậy là khi mà ai từ bỏ sài bàn của thà thì sắt cứ dừng bàn thì thà thể hiện câu là róc học câu để sài chẳng nông này đi cứ dừng nhìn quý cứ này trống hay là này thịt chẳng thể hiện câu là róc bàn thì đây thà chặt đáy đôi thể hiện cứ tay đặt cát máu thì câu cứ chỉ có rót nhiều bọc chỉ chuẩn dương vật còn mà lấy thể hiện câu là sọc lại bọc câu để sái bọc cứ chia và chia bọc rót cả gì co đại quạt thì nặng phở chẳng lúc và chia bọc rót được không mà ai hoặc hạt bạn thì ai cũng mà ai bọc bằng cho bạn này cô mai gì mà chỉ này rõ là lấy tiếp thể hiện câu là sọc cứ chặt sái được nhóm chia câu phục lại bọc nhóm có vật mềm bàn tay nhom chặt đáy cứ nhom chia con tổ chẳng nhom ai ai thà cà phê tại công cru sa là bọc nhom tại mũi bàn này nhom cứ chia con tổ đại con cha là bọc rồi rót hạt bị bàn chẳng rồi chia bùa rót tầm hoa chặt tục đôi chi áp phúc mà đại là bọc nhom này và này thiếp màu sầm lạp chia con tổ và học cô đại sai cứ này thiếp đôi chi học có đôi chia con tôm đôi chia trong trận này chẳng và chẳng lớn lớn bị phục luôn bao nhiêu ní có miền có thể là một tờ ca con tôm này chẳng và học tiếp đôi chia con tôm chẳng đôi chia bò rót là con tờ ca và học chia một trăm đôi bảy trăm đi này chiêm to chiêm to mình thêm lâu mình thấy khác khác còn lơ chia sệt để miền để bàn pô thả thì hiên côn đi sọc và học côn sẽ chia sẻ chia cao tận nặng thì hiên tay tay và sốt chen pi lịch pi bịch chia cả sọ pi lịch sọ mình tham niệm thì cõng thì cần bỏ thì chia sẻ đây thì hiên đây có phong bút hạt hoàng cõi điều này pi sệt chạy mua pi chia bờ rồi để con sma chết bấm bay bấm ra con thọc cà pi chiên bị tụ phù bỏ chừ và trong này tiệt tha học côn đi sẻ cái cà pịt na học cứ chia ham gia để chia phần dương phơi bầm rong tiệt để non cua san muôn muôi mình ăn cả bàn tiệp đôi chỉ không thể hiện tiệp đôi chỉ không thể muôi tay tay miền thể hiện đồng bay tục cà pi và tiệt bọc luôn phức hạt tôi chia không tiệt nô cùng miền dược viêm cả lợn cả đồi đôi như vô thiệt cả đôi chân đề cứ dương phơi giang na phức hạt đồng bay bằng pon sa mạc tập hiệp nông nông đồng bay cà phê chiên biệt tập phun bò dương tôi chia bữa tê dương cùng miên sự kiêm cả lợn cả đồi
cha ông con bông phơi đã ban cho luôn bọ sai vẫn thèm vì lần sự kiện sập tivi này cho chúng tôi bông bánh ta miên nhựa bông về vẫn thèm tivi bông và chúng tôi trong bàn bánh còn miên nhựa bông thèm lắm mua sự kiện sập này đây mà thì hiên con đã sốc và hốc con đã sài thì hiên con đã sốc từ chúng tôi lấy chóm và đây là rụp bên ta và tên hàng muốn cứ tay đầm miên thì hiên cầm bay cao phía bên đạp phía bên đây đầy bọc luôn hỏi còn thì hiên lúc cứ sập xong đây bị con nẹt sọc nè, tại nơi không có tê bọc luôn nè. Hai bà học con nẹt sài, học con nẹt sài. Bà sân trên đây chóng cứ tham, bà học con nẹt sài cứ bà học nẹt sài tay nẹt vơ, bà rong sốc đầm bay bò lập thốt. Nơi không tê hồi môi, nơi bê đà bà mô khó, nơi bà bê đà bà ca bơm hộp bà hà. Hai chẳng buồn nây thiếp bình, cứ để hiến con nẹt sọc. Hiến con đã sốc tu tới thì hiến cứ tay nhà chơi rộp bị con đã sốc đang ao hơi luôn ấy rộp mình đào tế cứ hiến chơi rơi mà bị con đã sốc để giết xa bọc luôn cứ việc giờ tu tới cứ đôi chân này ai vô xa là tây mòn rồi giờ thì hiến nông sốc dương bán đi làm bay cà phê chiết bao giờ à, và hốc con đã dài học con đã sai, ta bỏ học, cứ chia hàm giáng để chia phù luật, dương hiện cho ra ai qua bàn, cứ tay là phơi rong tục, làm bay phơi chia hà hỏi và tiếp tiếp tới năng nhom đại còn tốt, còn đôi chia bỏ học nên đại là chia phù luật ai qua bàn, tay là phơi là miên sự kềm. Dương một ai chưa hiểu được thì hiện do mọc liêm là bay cơ cao thì do ban một cái liêm đôi chưa được học nhỉ chưa tới ca cơ áp liên tục không phải dạng phiên nào mới tương dương ai do phiên mọc ra năng vừa chưa hạ bàn vừa chưa thực hiện ca đẹp áp tục nó cứ thì tôi chỉ dương vật bơn vật khách làm bay chỉ cho sát vừa dùng liêm bàn và xong chọc ចាអរគុណដល់បងបងដែលបានចូលរួមបកស្រាយនៅសិភាសិតនៅក្នុងកម្មវិធីសិភាសិតនឹងជីវិតចាយ៉ាងក្បោះក្បាយក៏ដូចជាយ៉ាងមានខ្លឹមសារផងដែរហើយពីកម្មវិធីក៏មាននៅវត្ថុនុស្សាវរីយ៍ជូនដល់បងនៅទីដំណើរផងដែរចាចាក៏មាននៅសិភៅចាបាននិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធផ្កាយខ្មៅជួយដល់បងបងផងដែរចាអរគុណ ដំណាងឲ្យនាយធានឹងពលរៀនកងពលទូចតបសិស្សជាតិយោង41សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមម្ដងសណៃឯកៈក្តីនៃរោងស្នាតការចម្រុះនឹងជាមេវិការកងពលទូចតបសិស្សជាតិយោង41ព្រមទាំងអាដាមមេវិការរោងកងពលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចូលរួមកម្មវិធីសុភាសិតនឹងជីវិតរបស់ទូទស្សនីនេះហើយនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមការងាររបស់ទូទស្សនីនេះដែលបាន ចាអរគុណបងបងជុំជុំពោអជាតែសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាលោកប្រស័យនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីសុភាសិតនិងជីវិតក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយពីកម្មវិធីនឹងសន្យាថាវិលមកជួបលោកសេងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 6:30 នាទីដល់ម៉ោង 7:00 ល្ងាចនៅថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង 10:00ដល់ម៉ោង 10:30 ព្រឹកនៅពេលនេះនាងខ្ញុំចរិយារួមជាមួយនឹងបង